Internet đã thay đổi cái cuộc sống của nhân loại. Nó là công trình vĩ đại nhất của nhân loại trước đến nay, tác động đến hàng tỷ người. Có những lúc tôi cũng còn hơi hoang mang là không biết người Việt Nam có cần ví điện tử không. Thế nhưng mà tôi biết chắc một điều là một cái xã hội văn minh là một cái xã hội mà không tiền mặt. Nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia khác cũng đang được tiến hành. Nhiều cái nền tảng để ứng dụng cho nhiều địa phương và bộ ngành cũng được xây dựng. Qua đấy góp phần cho các bộ ngành địa phương nhanh chóng có đưa những cái hoạt động của mình lên môi trường số. Con người làm việc trên nền tảng số là đứng trên cả một hệ tri thức đồ sộ. Chuyển đổi số sẽ tạo thêm sức mạnh cho con người, cho mỗi con người. 100 triệu người Việt Nam đang chuyển đổi số và đây là sức mạnh Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương tiếp tục khẳng định phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một động lực quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhân lực khoa học và công nghệ là tài nguyên vô giá của đất nước. Lịch sử phát triển của loài người có thể được nhìn nhận qua các cuộc cách mạng công nghiệp, cơ khí hóa, điện khí hóa và tự động hóa. Do nhiều lý do khác nhau, Việt Nam đã luôn đứng ngoài những cơ hội đó. Thập kỷ này đang bắt đầu một giai đoạn mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ở đó, chuyển đổi số là cốt lõi của phát triển. Và Việt Nam không thể một lần nữa bỏ lỡ chuyến tàu quan trọng này của lịch sử. It's nice to see you again. Hiểu một cách đơn giản, chuyển đổi số là ứng dụng công nghệ số để thay đổi, chuyển đổi cách làm truyền thống. Nói cách khác là tích hợp các giải pháp số vào cốt lõi của một tổ chức để thay đổi sâu sắc cách hoạt động của tổ chức đó bằng cách tạo ra các quy trình mới, văn hóa tổ chức hiện đại. Cũng như là công nghệ, chúng tôi có thể hơi quá một chút ấy. Thì là chuyển đổi số có thể coi là cái đổi mới hai của Việt Nam. Ở đó, chúng ta dùng sức mạnh của hạ tầng số và công nghệ số để đẩy nhanh hơn nữa tiến trình đổi mới. Chuyển đổi số là một cái quá trình ứng dụng công nghệ để cải tiến hay để thay đổi cái quá trình vận hành của doanh nghiệp bằng công nghệ để đạt được cái mục tiêu của doanh nghiệp. Ví dụ như mục tiêu về tài chính, mục tiêu về sản xuất, mục tiêu về lợi nhuận hay mục tiêu về phát triển doanh nghiệp. Nếu mà không đi nhanh được ấy, thì cái khoảng cách của mình với họ càng xa. Và cái thời bây giờ là cái thời của người thắng cuộc là lấy đất. Cho nên thật sự nó đặt ra cho mình cũng rất nhiều thách thức. Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 52 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó xác định nội dung cốt lõi của chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2017. Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia vào ngày 3 tháng 6 năm 2020. Chúng ta đối với cái công cuộc chuyển đổi số này ấy, thì người Việt Nam không chậm hơn thế giới về mặt tư duy, về mặt nhận thức. Nếu mà chúng ta đã bỏ lỡ ba cái cuộc cách mạng công nghiệp trước, thì với cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này ấy, thì Bộ Chính trị là đã rất sớm là có một cái nghị quyết và người dân ấy thì cũng rất sớm là hội nhập cùng với lại cái xu hướng chung. Tức là chúng ta không chậm hơn bất cứ một nước nào trên thế giới về mặt nhận thức. Nhưng mà như thế thì chưa đủ, chúng ta cần phải không chậm hơn về mặt hành động. Việt Nam cũng là số ít các nước có cái chương trình quốc gia về chuyển đổi số. Và cái sự chỉ đạo, lãnh đạo thống nhất từ chúng ta có nghị quyết của Đảng. Sau đấy thì có các cái chương trình nghị quyết của Chính phủ. Và đặc biệt là Việt Nam là cái nước mà số ít đã có hẳn một cái chiến lược quốc gia về chuyển đổi số. Thì tôi cho rằng là chúng ta
Nhiều người cũng hay nói là chúng ta đi chậm, đi sau, nhưng mà trong lĩnh vực về chuyển đổi số thì tôi cho rằng là điều đấy là không đúng. Chúng ta đang đi đúng và đi, thậm chí có thể nói rằng là cũng có những cái bước nằm trong top các cái nước tiên phong. Theo như chúng tôi biết là cái mục tiêu của chính phủ đề ra cho cái việc chuyển đổi số của Việt Nam thì cái nền kinh tế số sẽ đóng góp đến hơn 20% vào tổng GDP của cả nước vào năm 2025. Và có vẻ như là cái quá trình chuyển đổi số của Việt Nam đang đi đúng theo cái phương hướng đó và phát triển theo đúng cái tốc độ đó. Vì đến năm 2022, trong một cái báo cáo về nền kinh tế số của khu vực Đông Nam Á thì Google, Temasek và Bain cũng đã dự đoán được là trong năm 2025 thì tổng giá trị của nền kinh tế số Việt Nam sẽ đạt đến cái mức là 50 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số rất là đáng khích lệ và cũng có thể thấy được cái sự chuyển dịch trên khắp các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam, từ thương mại điện tử cho đến các lĩnh vực công của chính phủ, thì tôi nghĩ là rất nhiều người dân Việt Nam cũng đã bắt đầu tiếp cận đến những cái gọi là một giải quyết một chạm. Một câu hỏi có thể là băn khoăn của không ít người là nếu không tham gia vào ba cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, liệu có khó cho một quốc gia đang phát triển như Việt Nam bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư? Câu trả lời là không. Là vì theo các chuyên gia, tuy là nguồn gốc và là điểm xuất phát, song công nghiệp không nhất thiết là điều kiện cần cho mọi quốc gia trong sự chuyển đổi này. Ở đây, cốt lõi của chuyển đổi số là thay đổi nhờ tái cấu trúc thể chế, nền kinh tế và xã hội với các công nghệ số, chứ không phải là tạo ra công nghệ số. Vậy trong cuộc đua này, thành phần nào sẽ giữ vai trò dẫn dắt? Chuyển đổi số đương nhiên nó sẽ là trọng tâm là về mặt công nghệ, và để mà phát triển được công nghệ tạo ra cái thay đổi thì cái động lực lớn nhất nằm ở khu vực doanh nghiệp. Vậy nên là các cái chính sách ở bây giờ tôi cho rằng chính phủ đang tiếp cận đúng, đấy là lựa chọn các cái doanh nghiệp để làm động lực của chính sách. Cái giai đoạn đầu tiên ấy phải nói rằng là cái năng lực về công nghệ thông tin ở Việt Nam nó cũng chưa phải mạnh mẽ. Số lượng máy tính nó chưa có nhiều và cái trình độ của cái người sử dụng nó cũng chưa cao. Thế vì vậy cho nên ấy là phần lớn các cái ứng dụng tập trung vào việc tức là tin học hóa những cái ứng dụng nào, những cái phần công việc nào. Đối với doanh nghiệp ấy thì trước đây ấy là cái việc mà tin học hóa nó là nâng cao cái năng suất ấy. Đơn giản là nâng cao năng suất. Nhưng mà hiện nay cái chuyển đổi số của doanh nghiệp ấy, nó là nâng cao cả cái năng lực và thậm chí nó chuyển đổi cả mô hình, cả cách thức kinh doanh để tạo ra một cái đột phá trong cái việc cạnh tranh, không phải chỉ trong cái ngành của họ mà thậm chí còn là cạnh tranh giữa các quốc gia và cạnh tranh trên thế giới. Cái khó khăn nhất trong cái hành trình vừa rồi tôi nghĩ là hơn một thập kỷ qua nó chính là sự thay đổi cái mindset, cái tư duy của rất nhiều những người xung quanh, từ những khách hàng, từ những đối tác và thậm chí là những anh em ở trong tổ chức. Bởi vì là chuyển đổi số nó lúc ban đầu nó khó lắm, nó cần mọi người phải tập trung vào những cái việc nhỏ chứ không phải là làm những việc lớn và hoành tráng nó xong ngay. Thì khi mà kết quả nó không đến ngay á, thì mọi người thường sẽ không được thuyết phục dễ dàng. Cũng là dễ hiểu khi cả bốn kỳ lân công nghệ, những khởi nghiệp được định giá tỷ đô của Việt Nam đều nằm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, game hay fintech, tài chính công nghệ. Vậy nhưng chặng đường tự mình chuyển đổi và chuyển đổi thị trường với những người đi đầu luôn không thể dễ dàng. Hơn 10 năm trước thì thường thì tôi, cá nhân tôi thì mất phải hơn 30 phút để giải thích cho một người mới về ví điện tử là gì, tại sao cần ví điện tử. Và thậm chí thì có những lúc tôi cũng còn hơi hoang mang là không biết người Việt Nam có cần ví điện tử không. Thế nhưng mà tôi biết chắc một điều là một cái xã hội văn minh là một cái xã hội mà không tiền mặt, và cái xã hội mà không tiền mặt đó nó là cái nền tảng để có thể có một cái xã hội có tài chính số, và cũng là một cái nền tảng để tạo dựng nên rất nhiều cái tiện ích và dịch vụ khác cho người dân. Thế nên là chúng tôi mặc dù có những cái trăn trở trong quá trình làm nhưng vẫn có một niềm tin là cái con đường, cái hướng đi là đúng. Thực tế cũng cho thấy con đường chông gai nhất là con đường ngắn nhất. Thay đổi thói quen là khó khăn lớn nhất và chuyển đổi số là lựa chọn tất yếu. Chúng tôi thì không
chưa bao giờ thực sự nghĩ chuyện bỏ cuộc, bởi vì có hai nguyên nhân. Nên thứ nhất là trong quá trình mình làm á, mình thấy khách hàng thực sự là thấy rất vui khi dùng dịch vụ của mình, thì tôi nghĩ là chứng tỏ mình đang làm điều gì đúng. Bên cạnh đó thì thấy các nhà đầu tư cũng rất là ủng hộ, người ta đưa tiền cho mình, thực sự nó không chỉ là đồng tiền mà nó chính là lòng tin của họ. Tôi rất vui mừng là trong những năm vừa qua, trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trên nền tảng của Internet, các bạn trẻ của Việt Nam đã rất là thành công. Và đặc biệt là những năm gần đây, những cái kỳ lân mới về ứng dụng công nghệ trên nền tảng của Internet đã xuất hiện. Và không những là những cái sự kiện lớn về công nghệ của Việt Nam mà nó cũng là làm chấn động cả cái làng công nghệ của thế giới. Cái chuyển đổi trong cái xây dựng hạ tầng số Việt Nam là rất là nhanh. Có thể tự hào là Việt Nam bây giờ chi phí kết nối Internet là vào loại thấp trên thế giới. Qua đó mọi người dân từ ở nông thôn đến thành thị, ở mọi cấp độ, từ những người làm những công việc hết sức đơn giản đều có thể tiếp cận được với mạng Internet với một chi phí rất hợp lý. Điều này ở những đất nước phát triển còn tương đối khó. Chuyển đổi số là xu thế phát triển mới. Quyết tâm của Việt Nam được thể hiện ngay từ việc xây dựng khung khổ pháp lý, các chính sách, chiến lược và các luật để phục vụ cho công việc chuyển đổi số. Trước hết là hạ tầng số. Nền tảng này phải được ưu tiên hiện đại hóa, đi trước một bước như triển khai hạ tầng 5G và điện toán đám mây phục vụ chuyển đổi số, tăng trưởng kinh tế. Sau khi có hạ tầng, việc tái cấu trúc, tối ưu hóa, gia tăng tỷ trọng và thẩm thấu kinh tế số trong toàn bộ nền kinh tế sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Bắt đầu từ việc định danh điện tử và xác thực được danh tính của mỗi cá nhân khi tham gia vào các giao dịch điện tử, giao dịch số. Năm 2023 là năm hành động, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, khai thác và sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 13 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương. Những khó khăn mới đây càng chứng minh hiệu quả của sự chuyển đổi. Mạng giáo dục VnEdu đã được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố. Hiện có hơn 30.000 trường học sử dụng và hơn 8 triệu hồ sơ học sinh, 800.000 tài khoản giáo viên. Đặc biệt là trong thời điểm căng thẳng do đại dịch COVID-19 suốt 2 năm qua. Liên quan tới những cái ứng dụng của quốc gia thì chúng tôi đã là những người tiên phong để xây dựng được những cái trục văn bản. Chúng tôi là những người tiên phong để đi xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và đặc biệt trong cái thời gian qua, những cái ứng dụng liên quan tới cổng dịch vụ công từ cấp chính phủ cho tới cấp địa phương đều được triển khai đồng loạt. Những cái nội dung mang cái tính chất nền tảng, mang tính chất ứng dụng dàn trải đã được triển khai sâu rộng từ bộ, ngành và địa phương. Những cái nội dung chia sẻ cơ sở dữ liệu giúp cho người dân mỗi ngày được giao dịch trên môi trường số với chính quyền, với bộ ngành địa phương tốt hơn cũng đã được đi vào cái hiệu quả. Từ các cái ứng dụng liên quan tới Bộ Công an, Bộ Tư pháp cho đến là các cái ứng dụng liên quan tới bảo hiểm xã hội, tất cả những cái nền tảng đều được đi trên cái nền tảng của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Nếu như chúng ta đã ra được một bộ quy trình chuẩn, chúng ta đã xác định được những cái phù hợp với địa phương, với các bộ ngành, thì chúng ta hoàn toàn giải quyết được cái bài toán mang lại cái giá trị cho người dân và doanh nghiệp. Trên thực tế thì sự gia tăng sử dụng các giải pháp kỹ thuật số đang đưa xã hội đến ngưỡng nền kinh tế thông minh. Nhận thức được mô hình mới này, một số chính phủ đã đặt lĩnh vực kỹ thuật số vào vị trí trọng tâm của các kế hoạch phục hồi kinh tế vĩ mô. Chuyển đổi số đã không chỉ còn là câu chuyện của riêng một nước, đó là câu chuyện toàn cầu. Hay như trong vấn đề phát triển kinh tế xanh, câu chuyện net zero, chuyển đổi số có phải là lời giải? Chúng ta đang có một cái dư địa rất là lớn, những tiềm năng rất là lớn trong việc chuyển đổi số tại Việt Nam. Những cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam đã giúp cho những năm gần đây là chúng tôi nhận thấy là cái nhận thức
và cái nhu cầu của các doanh nghiệp, của tất cả các ngành trong việc chuyển đổi số đang trở nên rất là mạnh mẽ. Sự dẫn dắt của các tập đoàn quốc tế cũng về trong các cam kết về phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam cũng là một cái động lực rất là mạnh mẽ để giúp cho cái nhu cầu về chuyển đổi số, giúp cho nhu cầu để chúng ta trở nên hoạt động có hiệu quả hơn, nâng cao cái tính cạnh tranh trong cái bối cảnh là nền kinh tế đang ngày càng trở nên khó khăn. Thì những cái nhu cầu, những cái về chuyển đổi số đang trở nên ngày càng cấp thiết hơn. Công nghệ số nó sẽ rất là khác so với cái cuộc cách mạng này, nó rất khác so với các cuộc cách mạng trước đây. Thế nên tôi nghĩ rằng là Việt Nam nói chung hoàn toàn có thể là bắt được cái nhịp và tận dụng được cái nhịp của cách mạng này, và chúng ta có thể là bắt kịp những cái quốc gia phát triển trên thế giới. Và đấy, tôi nghĩ rằng đấy là cái cuộc cách mạng lần thứ tư này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cơ hội nhiều hơn. Có một sự hiểu lầm và đã không ít người từng đặt câu hỏi, đó là cho rằng chuyển đổi số là sân chơi riêng của những ông lớn công nghệ. Song thực tế, cơ hội trải đều, chuyển đổi số đang tạo sân chơi công bằng cho tất cả các doanh nghiệp biết tận dụng cơ hội mới. Một cách nói khác, càng nghèo thì càng phải thông minh, theo cách mà các nước đang phát triển cần tận dụng nguồn tài nguyên số. Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, mục tiêu về một nền kinh tế số được đặt ra là tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP năm 2025 và 30% GDP năm 2030. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%. Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%. Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%. Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 20%. Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 3%. Chúng ta đang ở cái thời kỳ vàng của dân số vàng mà hàng trăm năm nó mới xảy ra. Thì tôi cho rằng là cái cơ hội quốc gia ở đây là phải nắm lấy, là hãy coi chuyển đổi số như là một cái công cụ, như là một cái động lực và như là một cái nền tảng quan trọng để mà từ đấy chúng ta xây dựng và phát triển đất nước. Có ba cái yếu tố chính, là một là về con người. Về con người thì với cái văn hóa, ảnh hưởng từ cái văn hóa, ảnh hưởng từ cái tư duy và cái cách làm của con, yếu tố con người. Yếu tố thứ hai là yếu tố về mặt quy trình. Thì một trong những cái thách thức về quy trình là khi mà thực hiện chuyển đổi số thì chúng ta phải thay đổi, phải cải tiến để quy trình tối ưu hơn. Nhưng mà quy trình là một trong những cái điểm mà nó là thách thức để mà thay đổi. Ở Việt Nam có rất là nhiều nền tảng công nghệ để mà có thể lựa chọn một cách phù hợp với mỗi doanh nghiệp để chuyển đổi số thành công. Trong 2 năm gần đây thì chúng tôi nhận thấy là chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đã có những cái cam kết và những cái việc thúc đẩy rất là mạnh mẽ trong cái tiến trình chuyển đổi số cũng như là việc xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững tại Việt Nam. Thì tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần phải làm mạnh mẽ hơn nữa trong việc đưa ra những cái định chế, những cái văn bản dưới luật, những hướng dẫn cụ thể hơn để giúp cho các doanh nghiệp có thể đẩy nhanh hơn nữa cái tiến trình chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, thì việc sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả nhất. Chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm. Quan điểm này cũng thật dễ hiểu khi mục đích cuối cùng của một chính phủ, một chế độ là xã hội ổn định, kinh tế phát triển. Khi đó, người dân sẽ được phục vụ tốt hơn, được khuyến khích tham gia chuyển đổi số vì chính bản thân mình. Trong lĩnh vực xã hội số,
Mục tiêu cơ bản đến năm 2025, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%. Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng các quang đạt 80%. Mục tiêu cơ bản đến năm 2030, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 95%. Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng các quang đạt 100%. Chuyển đổi số đang vừa là mục tiêu, vừa là phương tiện để những công dân số thực hiện những ước mơ số, khát vọng số của mình. Nói cách khác, đây cũng là hành trình để người Việt vươn ra thế giới một cách tự tin và bình đẳng. Tôi nghĩ rằng là cái thể chế, các cái quy định sẽ phải thay đổi để rồi người dân, để rồi các doanh nghiệp, để rồi thì những cái đơn vị giống như MISA cũng có thể kết nối vào các cơ sở dữ liệu quốc gia để đóng góp về dữ liệu. Đấy là điều đầu tiên, là cái việc đóng góp dữ liệu không nên để nó là một cái sự độc quyền của một cái tổ chức nào cả, mà cơ sở dữ liệu quốc gia là thứ mà tài sản của quốc gia, nhưng mà sự kết nối để mà đóng góp dữ liệu nó phải xuất phát từ rất nhiều các cái đơn vị, tổ chức và cá nhân khác nhau. Đấy, thì chúng ta mới có dữ liệu. Và khi chúng ta có dữ liệu ấy thì cái luật pháp rồi các cái tiêu chuẩn sẽ phải cho phép người dân được kết nối để khai thác, rồi cho phép những đơn vị làm công nghệ giống như MISA được kết nối để khai thác. Khai thác ở đây là khai thác gì? Khai thác để phục vụ chính lại cái lợi ích của xã hội, phục vụ chính lại người dân một cách nó có hiệu quả hơn. Chúng tôi đã có cái tổ chức điều hành kinh doanh, tất cả các điều hành đều trên dữ liệu. Đấy là nội hàm giúp cho doanh nghiệp có thể điều hành hiệu quả và điều hành thực sự trên môi trường số. Là một cái khát vọng để cung cấp một sản phẩm tốt, để phục vụ hàng chục triệu người dân Việt Nam có thu nhập trung bình và thấp, để có thể tiếp cận dịch vụ một cách cực kỳ đơn giản, trải nghiệm dịch vụ, sử dụng dịch vụ một cách cực kỳ dễ dàng, để có thể làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Thế hệ chúng tôi thì tìm cách thời đấy của chiến tranh và sau này của thời kỳ đầu để mà tìm cách là đưa thế giới về Việt Nam, tức là học những cái hay của thế giới đưa vào Việt Nam. Và tôi nghĩ là với Internet, với công nghệ số, với chuyển đổi số hiện nay thì trách nhiệm của thế hệ trẻ, cơ hội của thế hệ trẻ không những là đưa những cái hay của thế giới về Việt Nam mà bây giờ đã phải đưa Việt Nam ra thế giới. Không giống như những cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, tự động hóa và sản xuất hàng loạt, chuyển đổi số hướng tới mục tiêu phổ cập và cá nhân hóa các dịch vụ tới từng người dân để phục vụ người dân tốt hơn. Chuyển đổi số tạo ra cơ hội cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tiếp cận dịch vụ trực tuyến một cách công bằng, bình đẳng và nhân văn. Từ năm 2022, ngày 10 tháng 10 hàng năm được chọn là ngày chuyển đổi số quốc gia, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia. Trong thế giới thực, chúng ta đang gặp phải những vấn đề như cạn kiệt tài nguyên, khoảng cách nông thôn và thành thị, một cá nhân không thể sở hữu công nghệ cao đắt đỏ để sáng tạo, bộ não của mỗi con người không còn đủ chỗ để lưu trữ tri thức của nhân loại. Chuyển đổi số tạo ra một không gian sống mới, đó là không gian số. Trong không gian mới này, những vấn đề của thế giới thực sẽ cơ bản được giải quyết. Con người tạo ra tài nguyên dữ liệu. Không còn khoảng cách nông thôn và thành thị trong tiếp cận y tế và giáo dục. Công nghệ cao được cung cấp dưới dạng dịch vụ với giá rất rẻ như điện, như nước, ai cũng có thể tiếp cận để sáng tạo. Con người làm việc trên nền tảng số là đứng trên cả một hệ tri thức đồ sộ. Chuyển đổi số sẽ tạo thêm sức mạnh cho con người, cho mỗi con người. 100 triệu người Việt Nam đang chuyển đổi số và đây là sức mạnh Việt Nam. Đảng, nhà nước đã rất coi trọng và xem chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Coi chuyển đổi số là phương thức mới, có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Ưu tiên phát triển cơ sở dữ liệu, ưu tiên phát triển cái dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp nó thuận lợi hơn, rồi ưu tiên phát triển cái hạ tầng chuyển đổi số và ưu tiên cho cái đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin,
Mà đã gọi là ưu tiên rồi thì chúng ta phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rồi tập trung nguồn lực cả về cơ sở vật chất, tài chính và con người, tập trung cho xây dựng thể chế, có các cái chính sách ưu tiên để phát triển và tháo gỡ những cái nút thắt, những cái khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Từ sản xuất nông nghiệp đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, nhân loại cần đến 8.000 năm để chuyển đổi. Tuy nhiên, để sang đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư, con số này chỉ là 50 năm. Các chuyên gia khẳng định, chuyển đổi số không phải là bài toán về công nghệ, mà là bài toán về con người. Và xét cho cùng, đích đến của chuyển đổi số cũng chính là vì con người, vì một tương lai xanh cho con người.